Máy này là chuyên chuyên bị đầy anh ạ. Phải mua con máy dung lượng cao hơn. Chân bên sạc dây quang. Ok, anh cho anh xe trước đi ạ. Đó, đây là quản lý nguồn hàng xịn chính hãng anh em nhé. Dây nguồn vang thắng cắm lại cho anh này. Và buộc vào nó bị tuột ra rồi này. Đây anh ta đi, dây nguồn vang ấn dây nguồn vang đấy. Ok chưa? Rồi, các bác cùng xem khởi động lại nhá. Đây là quản lý nguồn hàng chính hãng của CB Aquatic mọi người nhá. Giá 3.100.000 đồng, đang là giá tốt, giá cũ. Sắp tới cái gì cũng nên các bạn. Sắp tới khả năng là lấy vợ cũng phải tăng chắc là tăng tiền lễ đấy các bác nhỉ. Một sản phẩm này về với anh Hoàng có địa chỉ tại Đông Anh, Hà Nội các bác nhá. Anh Hoàng chia sẻ là cũng theo dõi em nhiều lâu năm lắm rồi các bạn. Để theo dõi để mua đồ chứ không phải theo dõi vì cái gì đúng không ạ? Hai bác cùng đến một lúc và cùng về một lúc đúng không ạ? Một bác tự trở về, đó là bác Hoàng ở Đông Anh, Hà Nội đúng không ạ? Taxi Long Biên đúng không ạ? Và taxi Long Biên. Và cảm ơn hãng taxi Long Biên đã gọi là mà anh là chủ xe luôn gì nhỉ? Chủ xe luôn. Chúc anh đông khách nhá. Hãng taxi Long Biên ở Đông Anh, Hà Nội đúng không ạ? 024 39 333 999. Ok chưa? Còn bộ sản phẩm của anh trai ở Hải Phòng thì em đã đưa lên trên xe rồi. Em sẽ có mặt tại Hải Phòng các bác nhé. Bộ sản phẩm này đó là đẩy Alley, sắp tới sẽ lên giá các bác ạ. Sắp tới em khẳng định cái gì cũng lên giá. Con này giá đang 9.500.000, em còn khoảng 20 con anh em mua sớm nhá. Mà 20 con chắc là không còn, chỉ một vài ngày nữa là em nắp cho những phòng karaoke là gần như là hết hàng. Vang số D4 đó, vang số bãi anh em nhé. Giá khoảng tầm 4 triệu. Mic không dây Alley M10 giá 5.2 triệu, 5.5 triệu là cả pin anh em nhé. Loa B3X12i, loa lời X8i. Ô sao đã lên mà mút chặt thế nhỉ. Tuyệt vời. Không có gì tuyệt vời hơn, anh em cứ liên tục quý mến ủng hộ. Và hôm nay là thứ 5 các bác nhé. Thứ 5 ngày 24. À không phải ạ, hôm nay ngày 24 ạ. Em cứ nữa là ngày 24 nhưng hôm nay là ngày 24. Ok chưa ạ? Hôm nay là ngày đẹp ạ. Chiều nay em ở dưới An Lão Hải Phòng các bác nhá. Chiều nay em xuống An Lão Hải Phòng. Rất mong được giao lưu với các bác của anh em đúng không ạ? Này các bác nhìn này. Đấy. Xem theo dõi mấy năm hôm nay mới về mua được đúng không ạ? Anh em đều chia sẻ là theo dõi kênh cửa hàng em và rất quý mến em luôn đúng không ạ? Xa mấy anh em cũng về. Xe của em là xe tải thì hôm nay em Đồng Văn Nguyên em trai của em thì mượn để đi Phú Thọ. Thế là con xe này nó không vừa đôi loa, em phải buộc cốp này các bạn. Thế là cũng không sao đúng không các bác? Mở cốp này đi cho nó mát đúng không ạ? Ok, đây là chủ nhân của đôi loa 725 dưới Hải Phòng đây. Cảm ơn anh trai nhá. Tí nữa xuống bảo chị đôi loa 725 chỉ có 40 triệu đúng không ạ? Cứ chắc chắn như thế nhá. Hôm nào bác gọi là bố vợ anh nhờ mua hộ một đôi, bảo không, lúc đấy là chỉ có một đôi duy nhất thôi, lúc đấy bảo là chỉ có một đôi duy nhất thôi, không đôi thứ hai. Bỏ hết hàng. Ok, cảm ơn các bác nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo. Hẹn anh em ở dưới Hải Phòng buổi chiều ngày hôm nay nhá.